Mỹ là nơi hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiều nhất trên thể trái đất, từ bom bão tuyết, lốc xoáy, lũ lụt, sông khí quyển, cho tới hạn hán, cháy rừng, bão bụi và những trận dông lốc kinh hoàng. Hãng tin AP dẫn ý kiến của các chuyên gia đã hé lộ nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Nhiều chuyên gia cho biết là do vị trí địa lý và địa hình đa dạng khiến cho Mỹ chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan thường xuyên, với thiệt hại nặng nề hơn so với các nơi khác trên thế giới. Mỹ được bao quanh bởi hai đại dương bao gồm Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, phía nam là vịnh Mexico, bán đảo nhô ra như là Florida. Địa hình này khiến cho các cơn bão dễ va chạm với nhau và tạo ra luồng gió xoáy, gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan. Mỹ cũng là nơi chứng kiến sự xung khắc nhiệt độ giữa không khí lạnh ở Bắc Cực và không khí ấm hơn ở vùng nhiệt đới. Điều kiện tự nhiên này đã dễ gây ra các cơn lốc xoáy và các cơn bão nghiêm trọng.